Do là đồng hồ mới cho nên là bên em không được phép gài quang hay là chỉ tướng vào để anh chị cảm nhận thôi. Mọi người, hôm nay Kỳ Lân Luxury sẽ giới thiệu cho mọi người hai chiếc đồng hồ được khách hàng đặt hàng nhiều nhất dạo gần đây để tặng cho các chị em ngày 8 tháng 3. Đó là hai siêu phẩm Frank Muller Vanguard V32, máy pin và máy cơ. Thì hôm nay em sẽ đi chi tiết hơn về hai chiếc đồng hồ này. Khi đeo lên tay nó sẽ đẹp và sang như thế nào để anh chị cảm nhận một cách thực tế nhất nhá. Rồi như anh chị thấy là rất là nhiều điểm tương đồng, chỉ khác mỗi màu da và cái màu số trên mặt đồng hồ. Cộng thêm do hai chiếc này, một chiếc này chạy bằng cơ này, chiếc này chạy bằng pin này. Cho nên là mặt sau đồng hồ nó cũng có hai điểm khác biệt như vậy. Về dây đeo thì anh chị thấy là mặt trên là da cá sấu, dưới được lót bởi một lớp cao su. Bề ngoài này là thép không rỉ kết hợp với kim cương, mặt kính sapphire. Ngay quai này bên em cũng đính full kim cương luôn. Tình trạng mới 100% nên là anh chị nhìn qua nó rất là sáng. Chiều nay em sẽ đeo thử lên tay của một bạn nữ cho anh chị. Ok, bây giờ em sẽ thử đeo chiếc màu trắng chạy bằng máy cơ này lên tay của một bạn nữ để anh chị cảm nhận được thực tế nó đẹp như thế nào nhé. Do là đồng hồ mới cho nên là bên em không được phép gài quang nên là chỉ ướm vào để anh chị cảm nhận thôi. Kết hợp thép không rỉ cùng với các viên kim cương được Kỳ Lân tuyển chọn từng viên một lấp la lấp lánh. Bây giờ em sẽ kết hợp thêm một chiếc nhẫn Rolex hai hàng kim do bên Kỳ Lân Luxury tự thiết kế, lấy cảm hứng từ mặt bezel của chiếc Rolex. Wow, sự kết hợp cực kỳ tuyệt vời. Rồi vào đây là phiên bản màu đỏ chạy bằng máy pin. Wow, vẫn là sự tương phản giữa màu đỏ và sự lấp lánh của những viên kim cương. Và nếu như các anh chị đang muốn tìm thêm một chiếc đồng hồ chính hãng hay các anh muốn chọn một món quà để tặng cho các chị em ngày 8 tháng 3 thì hãy đến với Kỳ Lân Luxury chọn cho mình một trong những siêu phẩm đang có sẵn tại Kỳ Lân Luxury nhé. Và nếu anh chị đang quan tâm về giá của hai chiếc đồng hồ này, hãy để lại comment, em sẽ tư vấn. Còn bây giờ chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.